đi mà Sài Gòn hay quá nhở. Gây gây dây gây dây gây dây trận bản lề ưng lắm. Ơ vâng, như vậy là tỷ số lại một. Quyết hơn dành cho cặp đôi ở bên phía Sài Gòn, 2-1 dành cho Game TV. Thêm một trận nữa thôi là ưng mát máy.